Quý vị và các bạn thân mến, mới đây thì Lexus đã khiến mọi người thêm chú ý vì đã lấy một chiếc SUV hạng sang đầu bảng của hãng là Lexus LX570 và đại tu nó cho những chuyến phiêu lưu địa hình. Bản độ này có tên gọi là G201 Concept. Mẫu xe này cũng sẽ được dùng để thi đấu trong Rebel Rally, giải đua xe Việt dã Rush kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ ngày 8 tháng 10. Về bản chất, G201 Concept này là một phiên bản nâng gầm, cơ bắp hóa tăng khả năng vượt địa hình khó của LX570 mà LX nói rằng đã được lắp ráp bởi Expedition Overland, một đơn vị chuyên lắp ráp xe kiểu Overland, mẫu xe hướng tới những người đam mê Overland. Cái tên G201 bắt nguồn từ mã khung gầm của LX570 là URG201. Mẫu Lexus LX570 đã giữ hình dạng cơ bản hiện tại trong hơn 10 năm nay, và đây là một quãng thời gian rất dài trong thế giới xe ô tô hiện đại. Mặc dù Lexus đã cố gắng giữ mẫu SUV to lớn luôn tươi mới với hàng tá bản cập nhật, mới đây nhất là LX Inspiration Series, nhưng không thể chối cãi rằng đã tới lúc nhà sản xuất Nhật Bản thay thế nó. Lexus LX G201 Concept ra đời là một chiếc SUV sang trọng đi cùng khả năng off-road khủng như trong mơ của nhiều fan hâm mộ thương hiệu xe sang Nhật Bản này. Chiếc xe này đã được bổ sung bộ siêu nạp Magnuson và động cơ V8 5.7 lít giúp công suất tăng lên là 550 mã lực so với nguyên bản chỉ mạnh 383 mã lực. Mẫu G201 Concept còn được trang bị ống thở TGM E-Tech kéo dài lên mui xe để xe dễ dàng vượt qua những chỗ nước sâu. Để đảm bảo chiếc xe vận hành ổn định hơn, các kỹ sư đã nâng cấp hệ thống khóa vi xay. Hãng Icon Vehicle Dynamics đã đóng góp vào dự án này một hệ thống treo nâng cấp, cải tiến cánh tay đòn trên và dưới. Bên cạnh đó, cảm biến chiều cao tiêu chuẩn cũng được tinh chỉnh. Khi xe vận hành ở chế độ bình thường, chiều cao trục trước tăng thêm 2 inch, trong khi trục sau cao thêm 1 inch. Ở mức thiết lập cao nhất, mẫu G201 Concept có chiều cao tăng thêm 4,8 inch phía trước và 4,1 inch phía sau. Sẽ được trang bị mâm 17 inch cùng lốp địa hình General Grabber X3 33 inch, hệ thống phanh đĩa của xe đến từ thương hiệu Stoptech. Expedition Overland cũng làm lại cản trước của xe chắc chắn hơn, trang bị thêm tời và thanh đèn trợ sáng. Gầm có tấm bảo vệ nhằm hạn chế những tác động đến hộp số và bình xăng. Bên trong, những thay đổi lớn phía sau bao gồm tủ chứa đồ, có thể chứa bánh phụ và thùng nước lớn 19 inch. Một chiếc thang được gắn vào cửa sau giúp người dùng có thể leo lên giá nóc. Về tiện nghi, xe còn có các ngăn kéo và nhiều ngăn chứa đồ khác, tủ quần áo Zero Harley Burton. Lexus G201 Concept không hẳn là một mẫu xe ý tưởng, nó đơn giản là một bản độ từ chiếc LX570. Mẫu SUV địa hình này giống như phiên bản sang trọng của Toyota Land Cruiser. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những nâng cấp trên là không hề dư thừa, vì G201 Concept sẽ ra mắt tại sự kiện Rebel Rally kéo dài 10 ngày, một cuộc đua Việt dã 2.000 km với toàn nữ tay đua. Cuộc đua diễn ra một chặng đường trên địa hình sa mạc với những cồn cát cao đầy thử thách, chạy qua California và Nevada của Mỹ. Vừa rồi là những thông tin chi tiết về mẫu xe Lexus G201 Concept. Các bạn đánh giá thế nào về mẫu SUV hạng sang chuyên Việt dã này? Vui lòng để lại comment phía dưới video của chúng tôi và cũng đừng quên like, chia sẻ và theo dõi kênh YouTube của tạp chí Siêu Xe để đón chờ video mới nhất về thế giới siêu xe và xe sang tại Việt Nam và trên thế giới.